Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì shop điện tử Thanh Huê lại tiếp tục lên sóng cho các bác một cái bộ âm thanh đến từ thương hiệu Luckman. Và trước mắt các bác đây là cái bộ âm ly Luckman L590AX MK2 và con đầu Luckman D03X. Cái con âm ly Luckman L590AX ở MK2 này thì là một cái thiết bị âm ly tích hợp cao cấp của nhà Luckman, nhà sản xuất âm thanh nổi tiếng tại Nhật Bản. Và cái con L590AX MK2 này thì được coi là cái thành tựu nghiên cứu âm thanh trong suốt nhiều thập kỷ của nhà sản xuất để tạo lên một cái sản phẩm âm thanh cao cấp nhất hiện nay. Về hình thức của cái con này thì Luckman đã đem đến cho cái chúng ta một con âm ly có thể xem phim, nghe nhạc. Luckman L590AX MK2 này thì mang một cái phong cách giống những cái con âm ly đèn SQ5A đến từ năm 1961. Mặt máy của con âm ly thì được trang bị hai cái đồng hồ vu hiển thị một cách rất là trực quan và các chế độ âm sắc của mỗi kênh. Hai bên đồng hồ này là hai cái nút xoay lớn, chính là input và volume. Phía dưới là hàng loạt những cái nút điều chỉnh âm sắc như là bass, treble. Và con âm ly L590AX MK2 này thì còn được bổ sung những cái tính năng mới để giúp chất lượng âm thanh được hoàn hảo hơn. Và về phía mặt sau của cái con âm ly L590AX này thì là một hệ thống các cổng kết nối, trong đó các chuẩn đầu vào RCA, XLR và còn có cổng đầu vào và phono cho phép kết nối và chạy nhạc trên đầu đĩa tham. Một con đầu tích hợp công nghệ giải mã MQA là một cái công nghệ cao cấp đã giành giải thưởng của Anh Quốc, tích hợp bộ chuyển đổi DAA kép, bổ sung đầy đủ đầu vào và đầu ra chất lượng. Các bác phối hợp với cái con âm ly này thì quả là một điều rất là hoàn hảo luôn. D03X kết hợp một cái máy biến áp công suất lớn. Em tiến tới gần hơn một chút nữa để các bác quan sát được cái con âm ly Luckman này. Một chiếc âm ly rất là đẹp, các nút thì bóng bẩy các bác nhé. Ở chính giữa là hai cái đồng hồ vu với cái màu vàng trông rất là sang trọng và đẹp mắt. Volume tích hợp le cua. Và những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường thì nằm ở phía dưới. Đó, một con âm ly hết sức là đẹp luôn. Đầy đủ các chế độ điều chỉnh các bác nhé. Các nút thì rất là đẹp luôn, bóng bẩy. Speaker này, speaker AB, A cộng B này, bass chép ba năng. Và đây là nút tai phone, các bác có thể cắm tai phone ạ. Đó, mặt con âm ly rất là đẹp luôn. Với cái tông màu trắng bạc cực kỳ là đẹp mắt. Đây là nút bẩn thôi các bác nhé. Các bác yêu thích cái dòng Luckman thì không nên bỏ qua cái model L590AX MK2 này, là một trong những cái con âm ly tích hợp cao cấp của nhà Luckman. Bác nào yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho bác được quan sát kỹ càng hơn. Đó, tất cả đều đẹp zin tuyệt đối. Bác nào gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em, có địa chỉ tại số 8 Tô Hiệu Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội xem kiểm tra test sản phẩm thoải mái ạ. Em quay chậm để cho bác dễ dàng quan sát hơn. Một chiếc âm ly dễ dàng phối ghép với nhiều dòng loa cũng như là đặc trị được nhiều dòng loa khó tính trên thị trường. Chất âm của cái dòng Luckman thì các bác biết rồi, với chất âm rất là chi tiết, chân thực và sống động. Tiếp theo, phía bên trên đây là cái con đầu CD Luckman D03X. Thiết kế thì cực đẹp với cái mặt nhôm dày, chất lượng phù hợp với các không gian hai hen sang trọng cùng với cái tông màu của cái con âm ly này các bác nhé. Tông màu trắng bạc rất là sang trọng và đẹp mắt. Con này thì giải mã hoàn hảo các đĩa, khả năng đọc các file từ máy tính thông qua cổng USB chất lượng với cái phần mềm Luckman Audio Fire. Ở đây là cái bóng đèn khi em quay nên thì nó nháy vậy thôi, ở bên ngoài không hề nháy như vậy đâu các bác nhé. Bộ điều chỉnh độc lập cho mỗi mạch và tự lọc công suất lớn cho điện áp để ổn định tuyệt vời. Chế độ phóng to của cái con Luckman này thì giúp audio file dễ dàng quan sát màn hình huỳnh quang để điều khiển từ xa. Với cái ổ đĩa của cái con này thì được đặt trên khung nhôm dày 8 mm giúp tạo sự ổn định khi sử dụng cũng như là triệt tiêu nhiều cái sự rung nhiễu khi ổ đĩa hoạt động hoàn hảo. Một cặp phối ghép rất là hoàn hảo luôn. Với cái kích thước của chiếc đầu là 400
với kích thước của chiếc đầu, chiều rộng 440, chiều cao 133, chiều sâu 410 mm. Và cái con Omni Luqman L590AX MK2 này thì sở hữu cái chiều cao là 193 mm, chiều rộng đạt mức chuẩn chung là 440 mm, chiều sâu 463 mm và nặng tới 28,4 kg. Vỏ Omni thì được làm bằng chất liệu nhôm cứng chắc chắn và chúng được gia công rất là tỉ mỉ. Cái con này thì chạy hai kênh theo mạch class A với công suất đầu ra cho mỗi kênh lên đến 30W ở trở kháng 8 ohm và có thể lên tới 60W ở trở kháng 4 ohm. Với mức công suất của cái con Omni này thì sẽ không kén các thiết bị loa, dễ dàng phối ghép với nhiều dòng loa trên thị trường. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Và mọi nhu cầu các bác cần tư vấn cũng như là mua sắm sản phẩm, mời các bác hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.